Xin chào các em, chào mừng các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 4 của trang web olm.vn Các bạn thân mến, để bắt đầu cho video ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau khởi động nhé! Trong phần khởi động, các bạn sẽ nói về một đến hai loài hoa thường nở vào một mùa trong năm mà em thích. Ví dụ như là hoa mai, hoa cúc, hay bất kỳ một loài hoa đặc trưng nở vào một mùa nào đó trong năm. Quan sát vào hình ảnh sau đây và cho biết đây là hoa gì? Trong bài tập vừa rồi, chúng mình có thể dễ dàng nhận biết đây là hình ảnh của hoa phượng, một loài hoa thường nở vào mùa hè gắn liền với tuổi học sinh. Vậy các em biết gì về hoa phượng? Hãy cùng chia sẻ với bạn bè nhé! Sau đây là một vài gợi ý của cô. Hoa phượng thường nở đẹp nhất vào độ tháng 5 đến tháng 7. Lúc nở, cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam. Lá của cây có màu lục sáng nhạt rất đặc trưng. Ở Việt Nam, hoa phượng thường được xem như là hoa học trò vì khi hoa nở thường vào thời điểm kết thúc năm học phượng cũng được trồng ở sân trường nơi gắn với nhiều kỷ niệm của các bạn học sinh như vậy ở phần khởi động chúng mình đã tìm hiểu về hoa phượng một loài hoa đặc trưng thường nở vào mùa hè gắn liền với tuổi học trò ở nước ta mỗi mùa đều có những loài hoa đẹp như mùa xuân thì có hoa mai hoa đào mùa thu thì có hoa cúc và tất nhiên rằng ở mỗi nơi trên đất nước ta cũng sẽ có những loài hoa tạo nên bản sắc riêng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua bài học những mùa hoa trên cao nguyên đá. Nội dung tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là đọc các bạn lưu ý với bài đọc ngày hôm nay chúng mình sử dụng dòng đọc thông thả chậm rãi nhấn giọng ở các từ ngữ tả cảnh đẹp thiên nhiên cảnh lao động của người dân vùng núi lưu ý vào một số từ khó như là triền lưng chừng trắng mút và ngắt nghĩ luyện đọc một số câu tả vẻ đẹp của cảnh để giúp cho chúng ta có thể luyện đọc và tìm ý Bài đọc ngày hôm nay sẽ được chia ra làm ba đoạn: đoạn thứ nhất từ đầu cho đến cả cao nguyên đá, đoạn thứ hai tiếp theo cho đến sương chiều đang buông, và đoạn thứ ba là đoạn còn lại. Bây giờ chúng mình cùng quan sát lên màn hình và đọc với cô nhé: những mùa hoa trên cao nguyên đá, mùa hạ đến cùng với những cơn mưa đêm màu xanh rải khắp cao nguyên màu xanh của cỏ voi của ngô nhụm dần che phủ màu đá xám để rồi một ngày nắng hà ngô đồng loạt trổ hoa những tua hoa bé nhỏ vươn ra như những ngón tay đón ánh nắng mặt trời rồi những bông hoa sẽ thành những bắp ngô chắc hạt vàng ống đem no ấm cho bà con trên cả cao nguyên đá qua mùa hạ sẽ là mùa thu, mùa của hoa tam giác mạch. Những triền hoa trắng, phớt hồng hay hồng sầm trải dài, uốn lượn. Những triền hoa ấy cùng với đá xám tôn lên vẻ hùng vĩ của những ngọn núi. Tô điểm cho cao nguyên thêm lòng lẫy và quyến rũ. Triền hoa leo đến lưng chừng núi, rồi nhòa trong sương chiều, tưởng như có muôn ngàn nàng tiên hoa bé nhỏ đang dập dìu bay lượn với những điệu múa đẹp nhất trong sườn chiều đang buông mùa hoa mạnh hoa lê trắng mút vào mùa xuân mùa hoa bạc hà tím sẫm bên những triền đá vào mùa thu mùa hoa cúc dài đỏ nhung lên khắp các triền núi vào đầu đông thời tiết khắc nghiệt cũng không ngăn được những mùa hoa nở giống như con người nơi đây hiền lành chịu thương chịu khó nhưng vô cùng kiên cường bất khuất họ cày cuốc trên những mảnh nương đầy đá họ là những mùa hoa sưởi ấm cả vùng cao nguyên đá xám lạnh lẽo này lục mạnh cường trong bài đọc ngày hôm nay các bạn còn chú ý vào những từ ngữ như Lưng chừng là khoảng ở giữa, không ở trên cao, cũng không ở dưới thấp. Khắc nghiệt là khó khăn, gây gắt đến mức khó chịu đựng nổi. Dập dìu là đông vui, qua lại không ngớt. Cao nguyên là vùng đất rộng lớn và cao, xung quanh là sườn dốc rõ rệt. Triền, triền ở đây được hiểu với nội dung trong bài đọc là triền hoa, giải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi, ý trong bài tả hoa mọc khắp hai bên sườn núi. Hy vọng những từ ngữ vừa rồi và nghĩa của chúng có thể giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về nội dung của bài đọc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần trả lời câu hỏi. mùa hạ vùng cao nguyên đá có xi đẹp mùa hạ đến cùng với những cơn mưa đem màu xanh rải khắp cao nguyên cao nguyên dường như được phủ một màu xanh xanh của cỏ voi và xanh của ngô vì sao tác giả nói hoa ngô sẽ đem no ấm cho bà con ở cao nguyên đá Chính xác, vì bông hoa ngô sẽ thành những bắp ngô chắc hạt, vàng ống và người dân có thể thu hoạch. Ở những vùng cao, ngô chính là loại lương thực không thể thiếu. Thông qua việc trả lời câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, chúng mình có thể khái quát lên ý của đoạn 1 đó chính là vẻ đẹp của cao nguyên, của hoa ngô nở rộ vào mùa hạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Hoa ngô và hoa tam giác mạch được so sánh với những gì cách so sánh đó có gì thú vị đầu tiên chúng ta có thể chú ý vào hình ảnh sau đây những tua hoa ngô bé nhỏ vươn ra như những ngón tay đón ánh nắng mặt trời có thể thấy những tua hoa ở đây chính là những tua hoa ngô được so sánh với những ngón tay đang đón ánh nắng mặt trời đúng không nào Tiếp theo đó là hoa tam sắc mạch. Chúng ta chú ý vào hình ảnh sau đây. triền hoa leo đến lưng chừng núi, rồi nhòa trong sương chiều, tưởng như có muôn ngàn nàng tiên hoa bé nhỏ đang dập dìu bay lượn với những điệu múa đẹp nhất trong sương chiều đang buông. Như vậy có thể thấy hoa tam sắc mạch được so sánh với những nàng tiên hoa nhỏ bé đang dập dìu bay lượn cùng với những điệu múa rất đẹp và cách so sánh đó giúp cho bài văn trở nên sinh động hơn các loài hoa có tình cảm và hoạt động như con người khiến người đọc như lạc vào thế giới cổ tích thông qua câu hỏi này chúng mình cũng có thể khái quát lên ý của đoạn thứ hai đó chính là vẻ đẹp của hoa tam sắc mạch ở cao nguyên vào mùa thu. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 4. Tìm những hình ảnh đẹp ở cao nguyên đá vào một trong các mùa. Chúng ta có các mùa là mùa thu, mùa đông và mùa xuân. Bây giờ, các bạn hãy cùng cô thực hiện bài tập này nhé. Đầu tiên là mùa thu, ở mùa thu, chúng mình có những hình ảnh đẹp như là triền hoa tam giác mạch trắng, phớt hồng hay hồng sầm, trải dài, uống lượn. Triền hoa leo đến lưng chừng núi, rồi nhòa trong sương chiều, như muôn ngàn nàng tiên bé nhỏ, dập dìu bay lượn. Hoặc là hình ảnh hoa bạc hà tím sẫm bên những triền đá. Còn ở mùa đông thì sao? mùa đông chúng mình sẽ bắt gặp hình ảnh hoa cúc dài đỏ nhung liền khắp các triền núi và mùa xuân thì ở cao nguyên đá người ta có thể bắt gặp hình ảnh hoa mận hoa lê nở trắng mút đây đều là những vẻ đẹp rất đặc trưng ở vùng cao nguyên này bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số năm vì sao nói con người nơi đây là những mùa hoa sưởi ấm cả vùng cao nguyên đá xám lạnh lẽo? Đúng rồi, vì họ cần mẫn, siêng năng lao động trên mảnh nương đầy đá, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Chính họ mang đến sự sống cho những mảnh đất sỏi đá nơi đây. Thông qua câu hỏi 4 và 5, chúng ta có thể khái quát được ý của đoạn thứ ba đó chính là vẻ đẹp của những mùa hoa trên cao nguyên đá và vẻ đẹp của con người lao động cần mẫn để mang lại cuộc sống ấm no. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một hoạt động cuối cùng trong video ngày hôm nay. Các bạn sẽ học thuộc lòng đoạn từ qua mùa hạ cho đến quyến rũ chúng ta có thể quan sát đoạn đang xuất hiện trên màn hình các em thân mến như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau trả lời các câu hỏi có trong bài đọc với bài đọc ngày hôm nay các bạn cần lưu ý nội dung chính như sau bài đọc tả cảnh sắc của những mùa hoa trên cao nguyên từ đó ca ngợi vẻ đẹp của những con người kiên cường, chịu thương chịu khó, ngày đêm lao động để mang lại ấm no trên mảnh đất cao nguyên đá xám lạnh lẽo. Các bạn thân mến, nội dung chính vừa rồi cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của cô trò chúng mình rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo nhé.